thập phương tường trụ tam bảo nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đại nguyện địa tạng đại bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô tuyên hóa đại bồ tát. Dạ con xin phép tam bảo chư phật bồ tát cho con đọc bài kệ phẩm thứ 12 trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện. Dạ sau đây con xin phép được bắt đầu. Được bây giờ được thế tôn liền nói kệ rằng: Ta xem địa tạng sức quay thần, kiếp số hàng xa khó tỏa trần, thấy nghe một niệm chim ngừng lệ, trời người lợi ích sự không ngàn, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tận sẽ xa vào đường giữ, chỉ tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội giữ, trẻ thơ giết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kệ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nhẹ giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim đệ về trắng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, trí rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xã thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thành ký Bồ Tát vút đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi đớn, trước nên chim đệ đại sĩ hình, nghe tên huy đấng chọn lành, đường cung kính phát lòng thành, nghiệp chứng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn chót mất. Người này nghiệp chứng nó là mê, học đại thừa kinh khó mời về, y phục uống ăn các ngọ cụ cũng dừng địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trực tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ăn trọng, cứ ngủ tân diệu thịt tà dâm cùng rối luống. Trong 21 ngày chứa sắc xanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chín bao thấy rõ tôn trung hiển, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh cháu nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn thẩm giúp người kia qua hệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mồng mị không ăn giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chim đề đề tàng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhận đến chim bao đều ăn cả, quý thần phò hộ gọi dư giải. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp dựa ra đi đối chức tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kíp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy trước nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng nghi phục, trăm nghìn báo đẹp hướng điều lành, nếu hay đêm công ngồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh từ khỏi, Quan Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dạ, sau đây con xin phép đem toàn bộ công đức mà con học thuộc bài kệ trong phẩm thứ 12 của kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này hồi hướng tới tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nguyện cho các chúng sanh sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, tâm báo ơn hữu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Dạ, con cảm ơn các ngài. Sắc mô đi số hoa.